Thanh Hóa hiện có 1.331 hợp tác xã, trong đó có hơn 90% số hợp tác xã đã đổi mới hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Thông qua việc tuyên truyền, triển khai các chính sách hỗ trợ, liên minh hợp tác xã đã giúp các đơn vị củng cố hoạt động, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hiện nay các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được tiếp cận với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước như đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Từ nguồn hỗ trợ, các hợp tác xã đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Cùng với việc hỗ trợ từ các chương trình dự án của nhà nước, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn được hỗ trợ xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu, nhãn hiệu chứng nhận, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm. Đến tháng 9 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 103 hợp tác xã đã phát triển 123 sản phẩm được chứng nhận ô cốp, 13 hợp tác xã tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ và hơn 90 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất ngoài ra đã có hàng trăm hợp tác xã tiếp cận được các sàn thương mại điện tử lớn thông qua hoạt động tập huấn và kết nối trực tiếp với sàn thương mại điện tử được các sở ngành địa phương tổ chức từ đó có hàng nghìn sản phẩm của doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất có nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc được bán trên sàn thương mại đặc sản vso.vn shopee.vn sen đỏ và các nền tảng số như tiktok facebook đem lại giá trị kinh tế cao